Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay tiếp tục công cuộc, anh em biết là gì không? Phốn tem địch tiếp anh em ơi. Chuyện này thì mình có hạ ba cái, được ba ván rồi. Ok, chúng ta chơi mới phong cách Jack 2 anh em. Nhiệm vụ này đánh đã, nhưng mà thôi, đánh mở cái giường em ơi. Mở cái giường cái giường Victory Trade 698 anh em ơi. Khát vọng chiến thắng. À, bạn này á của mình luôn anh em ạ. Sợ luôn. Á của mình luôn đấy, kinh đấy. Kinh, nhau để xem bạn này như thế nào. Đá cấp 8 không đùa đâu anh em ơi. Bạn này khỏe đấy. Rất là kinh luôn anh em ơi. Đá cấp 8 anh em lại biết được đấy, biết vị trí của mình ở đâu rồi. Má khét thế nhỉ. Cùng yếu quá anh em ạ, không chết luôn. Yếu gì, yếu thế không biết. Nào, từ từ nào anh em. Anh em cứ từ từ nào. Càng thế. Càng thế anh em cứ phải căng. Nó làm cái gì nhỉ? Mới có 8.000 máu rồi bạn ơi. Bạn này chưa phá được xong ấy của mình luôn á. Này ra được một quả phá ăn thạch ạ. Ui dồi ôi. Phải nói chí mạng luôn các bạn ạ. Này. Bắn luôn anh em ơi. Bắn luôn này. Mình sẽ dạ Viking anh em nha. Lại lên máu thành rồi. Chả biết làm sao nữa. Thôi toàn rồi. Nào. Thì gì phải căng thế. Thì gì phải căng thế. Căng thế làm cái gì. Chết chứ còn cái gì nữa. Ok, mình sẽ gạt rồng anh em nha. Đỡ thế nào được các bạn. Giờ thì không thể đỡ được nổi nữa rồi. Đỡ thế nào được nữa. Bùn cấp 1 các bạn ạ. Ảo thật đấy. Chạy luôn sao đánh vào đá làm gì, không đánh vào con bùn nhé. Chịu rồi bạn này, được không đỡ nữa bạn ơi. Một chém là đi luôn. Này làm sao mà đỡ nữa. Không thể đỡ nổi luôn các bạn ơi. Một đòn này làm sao mà đỡ được bạn ơi. Good game. Win này bạn ơi. Ui giời ơi, cứ phải win này, chết người không. A cầm, hello anh em. Bạn Hào sẽ yêu. Theo bạn Hào sẽ yêu thì chat mới nhỉ. Chi trẻ châu F3 đạo thế. Trời ơi bạn này nghĩ này sai lầm rồi. Hello anh em. Ok, mình sẽ đánh tiếp anh em nha. Đánh để chôn tem địch tiếp. Mà tem địch vỡ chơi hay quá. Cung mình yếu quá bạn ạ, cung yếu thực sự luôn. Master 123 kinh quá. Bạn này cấp 8 anh em ạ. Bạn này nếu mà đã ghi Master mình đoán được một đối thủ rất là đáng gờm các bạn nhé. Không thể phủ nhận là không thể đáng gờm mà rất là đáng gờm.
Mình thấy vậy rất đáng khởm luôn anh em ạ. Để xem đối thủ anh như thế nào. Đổ hết đi anh em ơi. À, đối thủ có vẻ là dợ sói côn đồ anh em ạ. Nào. Trời xương à. Khá là ok anh em ơi. Kinh thế nhở. Kinh đấy. Nhưng mà vào đây thì chết rồi, chắc rồi. Chết hết. Băng à. Chết hết mà thôi. Chết hết mà thôi. À, vậy con thật là con trên này rồi anh em ơi. Chứ còn đâu nữa. Sò tôm level 2 này, thích sò tôm level 2 không? Sò tôm, sò tôm. Này, khó chịu chưa? Dí cái tượng lên này anh em ơi. Này này, này này. Này này. Này này. Này này. À, mình có lửa luôn anh em. Chơi hóa bom với mình luôn anh em ơi. Hóa bom với mình luôn anh em ạ. Hóa bom này. Hóa bom này. Nào. Hóa bom này. Thích hóa bom à. Ngoái oăm mà, ngoái oăm mà, ngoái oăm mà. Thì ngoái oăm mà. Chết anh em ơi. Ngoái oăm với mình à. Ngoái oăm mà. Thì ngoái oăm không. Ngoái oăm mà. Ngoái oăm mà. Quái oăm mà. Quái oăm với mình à. Quánh cho bây giờ, quánh cho nhức người luôn anh em ạ. Dám quái oăm với mình luôn. Nào, cội về. Cội về đây anh em nhá. Sợ tè ra quần luôn, good game. Thôi, bị mạng các bạn ơi. Nào. Cội dòng về bạn ơi. Không là bạn này không thể đỡ được nổi luôn. Nào. Fight for honor. Nào. Đỡ thế nào nữa anh em. Giờ thì đỡ thế nào được. À, dám băng mình à. Hay thật đấy. Bố láo này, dám băng mình à. Bố láo à, dám băng mình các bạn ạ. Rồi, như vậy là mình đã giành chiến thắng tiếp anh em nhá. Master à, tượng Master thế nào. Master này bỏ xó rồi. Tiếp tục mở dương anh em nhá. Ai cha cha. Kinh quá nhờ. Đây, 6 thẻ bùn này. Chụp lại cái ảnh này các bạn ơi. Ok. Tiếp tục đánh tiếp anh em. Đánh tiếp. Đối thủ sợ quá bị good game. Không ăn được nổi. Cấp 7 anh em ơi, oánh luôn chứ anh em. Cấp 7 này mình thấy khá kinh anh em ạ. Mình sợ cấp 7 này rồi đấy. Sợ cấp 7 này luôn anh ạ. Xem cấp 7 này làm ăn như thế nào đã rồi. Xem đã nào các bạn nào. À, như vậy là lộ rõ mục tiêu anh em nhá. Rồi, độc của mình chắc chắn là không bị giết được rồi. Độc mình yếu quá.
nhưng mà chắc chắn là sẽ giết được. Giết thật chắc chứ còn cái gì nữa. Nào, vào tầm ngắm, vào tầm ngắm. Pháo nham thạch, pháo nham thạch. Nào, vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa nhè các bạn? Vào tầm ngắm chưa? Nào, vào tầm ngắm chưa nào? Vào tầm ngắm chưa? 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 Chết tất mà thôi các bạn ơi. Vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa? Vào tầm ngắm chưa? Chết thôi chứ đỡ nào được bạn ơi. Đánh đạn cho này bạn ơi. Bắn khá là đau các bạn ạ. Bắn khá là đau. Bắn khá là đau và ráng lên này. Các bạn yên tâm. Chịu rồi các bạn ơi, đối thủ lại thua rồi. Kìa, còn con đấy kìa. Chịu rồi bạn ơi, lại phải win các bạn ạ. Chán thế, chơi cứ phải win này. Dương vàng. Ok, mình sẽ cài dương vàng nha. Đấy, gửi đây. Đối thủ khóc hét luôn. Okay, mình sẽ đánh cái nhiệm vụ nha anh em nha. Nhiệm vụ bằng deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, deck 5, deck 4 anh em nha. Mình sẽ đánh bằng cái deck này. Deck này của mình yếu anh em ạ, không nâng cấp. Nhiều con rất nâng cấp nhưng mà mình không có thời gian mình nâng cấp ạ. À, mình không có tiền nâng cấp anh em. Lại là master tiếp kinh quá. Kinh luôn, lại là master tiếp. Lại là master tiếp. Lại là master tiếp. Lại là master tiếp. Trời ơi, này làm sao mà đỡ được bạn ơi. Đỡ sao cho được. Đỡ sao cho được bạn ơi, đỡ nào được. Đập nè. Đập nè. Đập nè. Châu tiếp này anh em ơi. Châu tiếp nè. Win này các bạn ơi. Đối thủ không thể đỡ ở nổi luôn anh em ạ. Đó anh em thấy chưa nào. Mở ra thẻ vàng xem cái gì không anh em ơi. Mình cần những một số nào quan trọng đó. Quan trọng rồi. Ninja Fight 92/100 sắp lên level 7 anh em ơi. Rồi như vậy là clip đánh cúp với đánh nhiệm vụ mình xin tạm dừng tại đây anh em nha. Và mở dương và cũng không có IP anh em ạ. Nếu bạn thấy cái video mình hay nhớ cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ giúp mình nhá. Còn lần tới mình sẽ tiếp tục quay clip mở dương tiếp để xem có le epic hoặc legendary không nha anh em nhá. Đây, còn ở đây là mình đang là mình lên cái 9 anh em nhá. Nhưng mà mình hạ cúp xuống nghệ trôn các bạn. Đó. Rồi, clip của mình xin tạm dừng tại đây nha. Nếu bạn thấy thì mình hay nhớ cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ giúp mình. Ok, hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Bye bye.